Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad nha. Và cái địa điểm mới hôm nay là Pecado. Vâng, mình nhảy khu biệt thự nhiều quá. Anh em cứ bảo, ơ, map này có mỗi một khu sao anh cứ nhảy mãi chỗ này vậy? Ok, vâng, nó không phải là một khu, mà chỉ có hai khu có thể nhảy được thôi. Còn những cái khu khác thì nó đông người quá, mình không dám nhảy. Lựa thì nên lựa những cái khu ít người như này, nhảy cho nó sướng anh em ạ. Ok, cắm đầu xuống, thế là tới nơi. À, một team. Ok, súng đâu rồi? Ui, toàn giáp với mũi này. Đây rồi, cái định mệnh K98 lại sốc gan đi làm gì? Mà hình như bọn kia nó không vào sàn đấu anh em ạ. Nó đã sang nhà khác rồi. Ok, có M4. Rồi, combo như này là đủ để đi giết người rồi. Như cơ bản thì nó lại rẽ sang nhà khác nên chắc chắn là mình cứ loot hết đã, rồi tính sau. Ok, lại combo M4 K98. Rồi, chạy qua nhà mình là hơi bị sai rồi đấy bạn ơi. Ui dồi ôi, ơ, cái định mệnh gì đấy? Chạy đi rồi còn vùng lại. Bạn nó ở phía ngoài này. Trời ơi. Ui, cái định mệnh. Bạn có thể cút xa mình ra được không? Bạn đã không có súng rồi còn cố. Ok, thằng thiên nhiên chờ muốn sang trận khác chơi đấy. Nóng lòng thế. Sao không trúng nhỉ? Ý, cuối cùng thì cũng trúng rồi nha. Vâng, các bạn sẽ không được xem những cái pha mù mắt nữa rồi. À ha, thanh niên đắp ở đây. Ok. À, qua cứu bạn này. Yếu rồi. Ui dồi ôi, leo tường như khỉ vậy. Còn thằng ở nhà bên cạnh chắc là đồng đội rồi. Qua cứu đi bạn ơi. Tụi nó đang ôm bụng, đau bụng hết lên kìa. Kêu lên ư ử như gió vậy. Vâng, bạn nghe thế mà không tủi lòng à? Rồi, chạy qua này. Ô, cay định mệnh. May quá, vẫn chết. Ô, thế đấy, nào chơi tốc biến đấy nhỉ. Trời ơi. Vâng, chơi server China thì nó hơi khổ một tí là ping hơi cao. Vâng, những cái quả tốc biến may mà nó không phải là đang solo kiểu đấu 1v1 đấy.
Nhưng mà những cái quả đấy mà áp dụng vào những phát 1v1 đang bắn nhau thì thôi, xác định là thua thôi, không bao giờ hơn được. Và mình gặp rất nhiều những cái quả như thế rồi, làm hỏng cả clip, rất là ức chế nhưng đành chịu thôi. Groza ư? Trận này mình không cầm đan 7 rồi, cho mình sẽ nhường cái khẩu Groza này lại cho một bạn nào may mắn hơn. Ok, mình sẽ lên đây cam thính nha. Bạn nào may mắn thì sẽ nhặt được và bỏ đi, cộng thêm một đống đồ từ cái xác của mình. Cam như này hơi lộ liễu nhỉ, mình sẽ lên thêm một tí nữa. Tầm này thì ok rồi. Chúc mừng bạn, một mạng đầu tiên. Ok, vâng, ra làm trận khác đi ha. Không thấy đồng đội nó, chắc là mình sẽ ra đá cái xác xem có gì. Chả có gì, rất nghèo. Ba lô mình hơi nặng nhỉ. À, 10 quả bom. Trời ơi, thánh buôn bom bá rồi. Không sao, bom rất là quý giá. Trời ơi, boss mà cũng đi nhặt thính nữa. Nani? Thôi, cái thính này thế đủ rồi. Chúng ta sẽ đi đá tiếp cái thính khác. Sao trong cái chỗ này quen quen vậy ta? Toàn cái ký ức đi nhặt thính ở đây không à? Có cảm giác là mình nhặt rất nhiều thính ở đây. Không ai đi nhặt. Trời ơi, sao quả thính nó bơ vơ thế này. MK14 cộng thêm cái kim. Bằng kim thì thôi, mình cũng không tham. Mình cũng không phải dân nghiện hút. Lấy kim làm gì? Ở đâu? Ma túy chứ. Hút thì nó khác gì với ma túy không nhỉ? Vâng, ma túy là chít, còn hút thì là hút. Chắc nó không khác nhau gì đâu, cũng là nghiện mà ra. Thôi té. Vô lý. Cái đéo nó không dậy được. Trời ơi, mất cái xe rồi. Phí quá. Boss này.
Only M416. Ui trời ơi, căng nha. Ây à, thiệt là sợ quá đi mà. Còn bạn nó nữa đó, không biết đâu hết rồi. Cái định mệnh chơi bom luôn, ghê vậy. Hình như là hai thằng ui rồi ôi, một pha sấy mù mắt. Only AMDOM. Trời ơi, ốp của bạn đâu rồi? Sao trên lưng của bạn cầm K98 vậy? Này thì Only AWM này. Còn thằng bạn nó nữa, không biết là Only gì đây. Chắc là Only P92 quá à. Ra đi bạn ơi, ngại ngùng cái chi, bạn bè nằm xuống hết cả rồi. Vâng, sống cho nó chật đất thôi. Và mình cũng tò mò thử xem bạn Only cái chi. Chạy à, trời ơi, ai cho phép mà chạy. Rồi, không Only gì cả, chắc là thằng này là auto matching rồi. Không thuộc team Only mà vẫn knock nhá. Thế là còn một thằng nữa, còn ba rồi. Chắc là bạn nó bỏ mặc đồng đội, chắc cũng thuộc cái thể loại auto matching đấy. Bo gần mà, chúng ta chạy vào thoải mái thôi. Nhưng mình sợ cái thằng cuối cùng của team Only đấy sẽ đứng lại ca mình ở trong khu vực bo. Và ở trước mặt bắn nhau rất là kinh người. Vâng, trước mặt mình là một đám khói được tạo ra từ quả smoke. Hình như ai chả biết điều đấy nhỉ. Căng nha. Cái định mệnh hết pin. Cầu trời lại Phật. Hết trận này rồi găm sạc được nha. Đứng hết pin giữa trận mà sấp mặt bây giờ. Ok, Only Victor. Tuyệt vời. Vâng, bạn ấy đã ra đi trong sự nuối tiếc của đồng đội. Vâng, bao nhiêu niềm tin được gửi gắm thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Rồi, chúc các bạn ra làm trận khác vui vẻ nhá. À, ngoài bo này. Trời ơi, một quả sấy mù mắt. Team nó bị clear hết rồi. Phí quá. Tự dưng lại chết bởi red zone, à, chết nhầm. Chết bởi outside play zone. Lo do cái éo như vậy. Bây giờ sẽ là tình huống 1v7. Vâng, không phải 1v7 mà chúng nó vs với nhau. Còn mình thì mình đéo vs với thằng nào. Và chuẩn bị chạy bo thôi.
và mình cũng đéo muốn VS với thằng nào. Bây giờ cái quãng đường mà mình chạy lên nó rất là trống trải. Và có thể là bị xiên một viên của một khẩu gì đấy vào người. May thay thì bọn nó đã tự VS với nhau. Và cái quãng đường này cực kỳ an toàn, rất là tuyệt vời. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi súng đạn ở đây rồi. Chuẩn bị nè. À, con lợn này thích đấu ca à? Mình thì chỉ có mũ 2 thôi. Nếu bạn muốn chơi thì mình cũng sẵn sàng. Ok, bo lại lên trước mặt nữa rồi. Ui dồi ôi. Vâng, gạ với mình làm cái gì? Trong khi thì bị bắn. Khổ. Ủa, nãy giờ không để ý chết mất một thằng rồi. Vẫn còn 6 thằng nữa. Cố lên nào. Trời ơi. Mũ 3 chắc là đang ngồi bơm máu. Knock 2. Ui cái gì đây? Ok, clear. Một tin rồi. Trời ơi, nhìn nó chạy kìa. Như kiểu đất này của bố mày vậy. Ui, ấn nhầm nút, vãi cả trưởng ạ. Ôi xong rồi. Những cái quả bom của mình chỉ làm màu cho đất của nó thôi. Vâng, của chúng nó hết. Ok, lại mù mắt rồi. Này thì đảo này. Knock 2 này, còn 1. Trời ơi. Còn 40 viên đạn. Chết bà mày đi. Không được rồi, bom không có tác dụng với nó rồi. Phải để lên chiếm gốc đá. Ok, top 1 rồi. Clear. 6 kill. Trời ơi, cần cả 2 team luôn. Phải trưởng thật.